nấu nước sâm á chị biết không, bông cúc á. À, bông cúc á, nấu nước sâm á. À, trái la hán quả để nấu nước uống á. Khu này ngành khu vực này là những cái loại hoa khô rồi đó để nấu nước. Ở đây là đây cũng là chè đó nè. Và đây là sủi cảo, hủ tiếu mì, bánh bao. Ở đây là quầy Úc Xuân bán cái kẹp tóc rất là lớn ở đây, 2-3 sạp luôn. Đồ thủ công mỹ nghệ. Chúng ta nhìn ra đường Tháp 10. Bên kia là bến xe Chợ Lớn. Ngoài trời đang mưa. Em chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là Chợ Lớn. Đây là đường Tháp 10. Và nơi đây có chợ Bình Tây. Hôm nay em sẽ mời các anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi chợ rất là xưa cổ ở Sài Gòn này. Nhân dịp nhân chuyến đi dẫn người chị, người bạn đi đi chơi. Người chị này ở Hàn Quốc. Vô chị. Sẵn em mời các anh chị bạn cùng tham gia luôn nha. Đây là vải nè, một phần nhỏ của chợ xoáy, chợ Đồng Khánh. Mình sẽ đi, đây là túi sách, đây là túi sách. Mình đi một vòng đi ha, rồi chị đi tham quan một vòng đi. Em thích gì thì mình mua. Chợ này vui lắm. Chị có muốn mua túi sách không? Không mua hả? Nhỏ cắm nè. Khu vực này bán rất là nhiều túi sách. Kẹo này coi bự thơm hơn kẹo. Đây có lối lên lầu, dưới đây thì bán dép. Chị giờ chị muốn đi đâu em dẫn chị đi đó đó. Ở đây chợ này có rất là nhiều người nước ngoài, họ đi vô đây. Nếu mà họ ở đây lâu là họ đi cái chợ này nhiều nhất. Ở đây thì bán gạo muối đường rồi những cái đồ khô á, những loại thực phẩm. Có yến nữa nè. Đây bán rất là nhiều luôn. Ở đây là thuốc. Cái trái này là nấu phở đó, nghe cái mùi. Cái mùi này là để nó mình nấu phở mình bỏ này vô nè. Gọi là cái trái gì em quên. Ngôi chợ này mới sửa lại. Đây em chụp cho. Thôi, để ba đá xuống mày đá lên. Làm ra cái chuyện địa chỉ gác luôn. Hồi trà, kẹo, bánh đồ là ở đây cũng có nè. Khu vực này là trà với bánh. Hôm qua chị mua gì? Mua xoài kẹo.
À, xoài dẻo. Dưa. Dưa khô dần. Tại một tuần em có rảnh ngày chủ nhật à. Mà ngày chủ nhật thì nhiều khi có bận này hôm kia cái là hết tuần luôn. Nên thật ra em bây giờ không có rảnh gọi chị. Cuối tuần xã thủ. Cái này là để nấu nước sâm á chị biết không? Bông cúc á. À bông cúc á, nấu nước sâm á. À, trái la hán quả. Để nấu nước uống á. Khu này ngành này, khu vực này là những cái loại hoa khô rồi đó. Để nấu nước. Bây giờ sao? À các anh chị các bạn có mua gì không? À, em ship vào luôn cho nha. Nói giỡn nè. Còn bên đây là cái lồng chợ này là muối, đường, gạo, đồ hộp. À, cũng như là cá hộp rồi đó, mít sấy rồi đó, đồ bánh kẹo rồi đó. Rồi bây giờ mình đi vòng đây ha. À. Sẵn đi cho giáp luôn á. Bánh kẹo. Coi điện thoại không được. Hạt là hướng dương. Hướng dương. Food cow. Rất là lớn luôn. Cho em chụp cho. Khi nào còn chụp cho em nha. À, phía sau nhà lồng chợ có bán đồ ăn rất là nhiều. Cái khu vực này giống như cái chợ gì mà hôm bữa chị nói đó, cái chợ gì, chợ đêm á, chợ đêm bên Hàn Quốc á. Ở đây là bán cơm. Cơm. Ở đây là bán bánh canh cua. Bánh canh cua. Bây giờ chị có ăn chè chưa? Bữa giờ có ăn chưa? Muốn ăn chè phải không? Để coi hàng, hàng chè. Con đi kiếm kiếm chè. Dạ đi kiếm chè. Dạ dạ. À, cảm ơn chị. Dạ dạ. Chè ba màu. À xem này nữa hả? Một chút ăn sao đây ha? Ăn trước. À. Ăn trước là đi không nổi. Ăn trước. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Chè ba màu. Ăn nhiều vào cái nè. Dạ dạ dạ. Dạ, để đi một vòng rồi quay lại. Rồi lắc lại ăn nha. Dạ. Rồi yên tâm yên tâm. Ở đây là đây cũng là chè đó nè. Và đây là sủi cảo, hủ tiếu mì, bánh bao. Anh chị chè không? Chọn chưa? Quyết định chưa? Chè...
Rồi. Dạ một xăm bổ lượng. À, chị ăn gì? À, đây có ở đây có chè gì con? Chè thập cẩm. Thập cẩm là đủ loại hết á, nhiều loại đậu. À, gom lại. Dạ dạ. Nè, chị ngồi đi. À, chị ngồi đi cho cao. Ở đây bán buổi tối á? Ủa ban ngày không á con? Đây đâu có bán buổi tối đâu hả? Không. Dạ. Rồi nãy giờ chúng ta đang ăn chè, ăn chè xong rồi. Xin lỗi các anh chị và các bạn vì ăn uống thì nó cũng hơi tế nhị nên ra không có quay. Tại vì đi với chị thì cũng ngại quay những cảnh cảnh ăn uống. Nên ngoài bây giờ trời mưa rất là to. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi mua sắm nha. Ở đây là quầy Úc Xuân bán cái kẹp tóc. Rất là lớn ở đây, 2-3 sạp luôn. Đồ kẹp tóc của con gái, của phụ nữ. Và khu này là khu bán toàn bộ là đồ kẹp tóc. Rồi ta đi qua đây xem nó. Đây cũng là gọt tóc luôn. Có chưa? Quá trời luôn nè. Người ta mua đi bán lại là người ta sẽ mua một cái lốc luôn, một cối hết. À, người ta làm sẵn một cụm. Ở đây cũng có bán lẻ mà phải không chị? Mà bán lẻ lần lố. Hả? Lẻ lần lố. À, phải mua. Lẻ lẻ là một cái như thế này. Bán cái một cái. Bán cái thì là bên đây. Như vậy bao nhiêu? Dạ, cái này thì 40.000 một cái. Đúng rồi. À. Còn cái bự này thì 35. Tại vì nó học rồi, nó mắc rồi. Cho xanh không? Cài tóc. Cho nhãn nho xanh không? Nguyên cụm này là bán đồ cột tóc. Ở đây người ta bán theo khu đó, mỗi khu một ngành hàng. Này là bông sau lỗ tai. Chị muốn tìm như thế nào? Quá trời luôn. Qua bên đây luôn. Cái hộp, cái vòng đeo tay. Khăn lau mồ hôi hả? Khăn giấy.
Khoa cũng khuyên à, bằng bằng rô bằng đôn vậy hả, đúng không? À để em lại đi hỏi. Em ơi, cho anh hỏi ở đâu bán cái khăn mà cột để giống như là kẹp tóc vậy đó. Chị này muốn mua cái như vậy đó. À. Nó như cái miếng vải á đúng không? Như miếng vải vậy đó, đúng không? Ừ. Này có loại này nè. À không phải. Khăn. Ừ. Nhưng mà có kẻ lắm. À. À. À rồi hiểu. Bỏ thử. Đi túc dây. Dạ. Bây giờ là mưa rồi. À đây mưa người ta che đậy rất là vất vả ha. Ướt hết. À, mình đi chợ lúc trời mưa. Đây là những đồ thủ công mỹ nghệ. À. Thích đồ đan lát này hả? Này là cái ủa chị, cái này là cái gì hả chị? Hả? À. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Này dùng để vẽ chữ lên nè. Cái rổ. Rổ tí hon. Cái này là những cái dừa. Cái dừa đó hả? Cái gáo dừa. Nguyên cái dãy này bán đồ thủ công mỹ nghệ hết ha. Bên đây là đồ thờ ông thần tài. À, thảm dậm chân. Thôi chứ không có đồ. Giờ cứ không đại đại đi xem cái cửa đó. Quá thì mình nói.
đây đồ những cái phin pha cà phê thì nó có vài loại thôi, nó không có nhiều loại. Là đường, đường, muối. Lên lầu không? Còn ở trên lầu không? À, bây giờ ông ta lên lầu nha. Ở đây mình không biết mua cái gì ở đâu á, mình hỏi người ta sẽ chỉ mình, người ta sẽ không có nhăn gì đó, người ta không rất là dễ chịu, người ta không có khó chịu. Bà bỏ mẹ hết ta giác cho. Em đâu biết không chứ. Bà nói nha, tại bà nha, mốt mà để hàng đừng giờ để dằn tôi nói chị nghe thì không có gì đồng tiền đâu. Chị biết ở đâu bán khăn tay không? Khăn tay. Có ăn không coi bà hả? Dạ dạ cảm ơn. Ở bên này. Bán ta làm chứ có lộn ai đâu. Nè mốt chị. Nó chụp giấy chân giá 6.000. Khăn tay. Khăn lại đây nè. Khu vực vải. Không phải là khăn đá. Không phải khăn đá. Mình mua loại nhỏ hơn. Nó có loại nhỏ hơn. À. Cái khói bay mốt tao ăn uống cái gì là cấm sơn mới. Đây là quần áo, vải. Ở đây là khăn, là mền. Những loại này. Sao em không có biết cái những loại chị nói ta? Này áo gối. À đây mình nhìn ra đường nè lúc nãy nè. À, chúng ta nhìn ra đường Tháp 10. À, bên kia là bến xe Chợ Lớn. Trời đang mưa. À, chợ này rất là lớn. À, trên đây trên lầu thì bán vải, quần áo, áo mền, gối. Rồi một số hình ảnh gửi các anh chị và các bạn, chúng ta cũng một vòng tham quan chợ Bình Tây. Rồi hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Này ở giữa chợ thì có một cái công viên nơi tượng thờ ông Quách Đàm. Đây là cái tượng thờ cái ông mà đã xây hình thành nên khu chợ này nè. Ông Quách Đàm. À. Ủa Trần Đàm, em lộn Trần Đàm. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo nha. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.